Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình vừa mới đi sự kiện cũng như là đón mẹ đi từ sân bay về. Và bây giờ thì hai mẹ con sẽ rửa mặt để chuẩn bị đi ngủ. Hình như đây là lần đầu tiên hai mẹ con rửa mặt chung với nhau. Và ngày hôm nay thì mời mình và mẹ mình sẽ thử một dòng tẩy trang mới của The Sweet Spa. Còn Nguyên, mẹ mình một hộp và mình một hộp. Bây giờ cùng bóc với mình nhé. Ta-da! Chiếc bao bì khá là đẹp đúng không nào mọi người ơi? Bây giờ thì mình sẽ mở thử nó ra xem nó như thế nào nhé. Xoạc xoạc đấy. Đây tên tên. Lúc này thì mình sẽ lấy thử một ít. Đây là một cái dạng sáp mọi người ạ. Và nó có cái màu trắng tinh à, có mùi khá là dễ chịu. Giang sẽ xoa ra tay một ít này. Theo như hướng dẫn thì mình phải để tay thật khô và mặt thật khô, không có bất kỳ một loại nước nào ở trên mặt à, để nó mới đạt được hiệu quả cao nhất đấy mọi người. Bây giờ thì mình sẽ xoa một ít này và đưa cho mẹ mình một ít. Mình sẽ xoa lên trán này, xoa lên má, xoa lên những cái vùng mà có cái lớp make up như là lông mày này, mascara này, mắt nước này và son môi nhá. Bây giờ thì mình sẽ massage đều. Ủa trời đất ơi mọi người ơi, nó tan ra ngay lập tức luôn, nhìn mình như gấu trúc luôn. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục xoa nhá. Đây thì Giang sẽ rửa mặt kỹ phần mắt này. Tại vì phần mắt là cái phần mà còn rất là nhiều những cái mascara này, cũng như là mắt nước còn đọng ở trên. Và phần mắt thì phải tẩy trang rất là kỹ luôn. Mình massage rất là kỹ phần mắt. Mọi người thấy không? Một lúc thì bắt đầu là tất cả những cái mascara và mắt nước nó đã trôi đi rồi. Đến giờ phút này thì bắt đầu mình cảm thấy nó bắt đầu chuyển hóa sang dạng dầu. Thế lúc này mình sẽ cho một ít nước ra bàn tay và sẽ tiếp tục massage nhá, cho đến khi nào nó thật là sạch thì thôi. Và sau khi nó thật là sạch rồi thì mình sẽ rửa bằng nước cho đến khi mà cảm thấy là hoàn toàn biến mất hết chất nhờn. Thì lúc này là da mặt mình đã sạch rồi đấy mọi người ạ. Wow, cảm giác nó rất là mát mọi người. Bây giờ thì Giang sẽ lấy thử một cái bông tẩy trang và Giang sẽ lau thử để xem cái độ sạch của nó nhá. Mọi người nhìn thấy không nào? Tên tên rất là sạch mặc dù chỉ với một lần tẩy. Bây giờ thì Giang sẽ lau sạch tất cả các cái vùng. Mọi người nhìn da của Giang này rất là mướt. Ồ, đây để Giang lau thật kỹ cho mọi người xem cái chất của nó. Cái chất nó rất là mịn và nó rất là đặc biệt đó mọi người. Lúc đầu thì không cần nước gì cả mà chỉ cần mình massage kỹ trên mặt là tự dưng nó hòa tan như là một cái dạng dầu vậy đó. Sau đó thì mình thêm một chút nước thì tự khắc là nó sẽ rất là sạch. Bây giờ thì da mặt Giang cảm thấy rất là sạch và cảm thấy lỗ chân lông nó rất là thoáng mát này. Ok không mọi người ơi, mọi người có thể mua về dùng thử nhá. Giang nghĩ rằng là đây cũng sẽ là một cái dòng tẩy trang rất là tiện đấy. Và bây giờ thì Giang và mẹ sẽ bôi kem dưỡng, sau đó thì mình sẽ đi ngủ nhá. Đấy, nói chung là Giang không phải là một người có quá nhiều bước skincare đâu, nhưng mà bước tẩy trang là một bước mà Giang rất là quan tâm. Tại vì cái da mặt của mình á, nó có trộm vía hay không thì cái bước tẩy trang này là một bước rất là quan trọng. Ok, mọi người hãy dùng thử The Sweet Spa nhé. Bye bye, clip đến đây là hết rồi.